Nay cùng mình học hiệu ứng nhấn mạnh sáng tạo chủ thể như này nha, đảm bảo ấn tượng là tuyệt đối. Rất phù hợp với các chủ đề danh lam thắng cảnh, giới thiệu địa danh. Bước đầu là cứ phải chuẩn bị cho mình hình ảnh vật thể nổi bật và mang tính đặc sắc. Ví dụ nhắc đến Huế thì ta sẽ nghĩ ngay đến cố đô Huế đúng không nào? Nhân đôi hình ảnh nên bằng cách ấn giữ phím Ctrl. Khi ta ấn vào hình ảnh, sẽ thấy sổ ra thẻ Format Picture. Tại ZMobile Dao, ta sẽ có thể tách được vật thể và xóa được nền. Nếu thấy hình ảnh tách chưa được chuẩn xác, ta có thể chỉnh sửa lại nhé. Ở đây dấu cộng là khu phục hình bị mất. Bước này mọi người càng làm chi tiết thành của da càng đẹp nha. Nhưng vì mình đang hướng dẫn nên xin phép mình làm hơi rối nhé. Dấu trừ là loại bỏ những phần thừa. Sau khi xong, ứng ý rồi thì ta kích vào dấu tích là kết quả sẽ được ghi nhận nè. Chỉnh cho hình ảnh trước và sau khớp nhau. Tiếp tục hình đã tách nền, ta có thể điều chỉnh màu tại đây. Đổi màu cho hình, mỗi hình một màu nhé. Theo mình thì nhân tầm 5 đến 6 phiên bản là đẹp và hợp lý rồi. Giờ thì ta kích chuột phải vào Snap và nhân đôi Slide. Slide này, ta sẽ điều chỉnh các nhân bản khớp với nhau. Ta nên sử dụng công cụ căng gióng trong slide để tăng độ chính xác và tiết kiệm thời gian nha. Mình ăn khớp như một hình ảnh như này là được nhé. Bước cuối là chọn hiệu ứng chuyển cánh mốc. Ta đã hoàn thành rồi. Cùng xem thành của nhà áp dụng ngay nha. Làm thành công bình luận kết quả cho mình xem với nhé.